Well, then, you know. Yên tâm nha, chị quay không có thấy mặt đâu. Em ơi, em mụn thôi. Càng mà càng tốt. Thấy trên giữa màn hình á. Phải thay chưa? Nói chung bấm cái này nè, ở giữa hình như này rồi để cái tay ta ở giữa cái hình vuông đó là ok.
xong rồi cái này xong rồi lấy hai cái này xong rồi lấy quay nữa.